Mạng xã hội xôn xao khi xem đoạn video dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm nữ khác chặn đường, dùng mũ bảo hiểm và chân tay lao vào đánh hội đồng, kèm theo những lời chửi thề tục tĩu. Sự việc được xác định xảy ra trên địa bàn xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Thời điểm xảy ra vụ việc, cũng có nhiều học sinh khác ở xung quanh nhưng không ai can ngăn mà chỉ đứng quan sát hoặc lấy điện thoại quay video. Ngày 19 tháng 3, Công an thành phố Hải Phòng cho biết kết quả điều tra đã bước đầu xác định khoảng 13 giờ ngày 17 tháng 3, tại địa bàn xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, có hai nhóm học sinh thuộc quận Dương Kinh và quận Đồ Sơn xảy ra mâu thuẫn. Để giải quyết mâu thuẫn, khi đến địa bàn xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, H, 15 tuổi, học sinh trường trung học cơ sở Vạn Hương, quận Đồ Sơn, cùng một số nữ sinh khác cũng ở quận Đồ Sơn chặn đánh, gây thương tích cho IN, 14 tuổi, và HN, 15 tuổi, cùng là học sinh trường trung học cơ sở Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh. Sau đó, hai nhóm học sinh trở lại tiếp tục hẹn nhau đến khu vực Đê Bàng La, quận Đồ Sơn và đánh HN. Hậu quả làm N bị đau vùng đầu, hiện đang được điều trị tại bệnh viện. IN bị xây xước da ở vùng vai, tay, không có tổn thương nghiêm trọng. Công an huyện Kiến Thụy và Công an xã Tú Sơn vẫn đang tiếp tục xác minh, đồng thời phối hợp với gia đình, nhà trường quản lý, giáo dục các học sinh liên quan. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng giao Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy chủ trì, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm và báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 26 tháng 3.